Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá kim loại quý đã bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh lo ngại tăng cao về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed rút lại các chính sách tiền tệ siêu lấy lỏng sau khi Mỹ công bố lạm phát cao hơn so với dự đoán trước đó. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 của Mỹ đã tăng 0,6%, cao hơn so với mức dự tính là 0,5%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số CPI tăng 5%, cao hơn mức tăng 4,7% tính đến hết tháng 4. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008. Áp lực giá cả đang lớn dần trong khắp nền kinh tế của Mỹ, khi mà doanh nghiệp chật vật đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh nguồn cung hàng hóa nguyên liệu và cả lao động thiếu hụt. Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn của hệ thống vận tải, chi phí đầu vào cao với mức lương lên mạnh cũng đang gây ra nhiều thách thức với các doanh nghiệp đang cố gắng có lãi. Nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ tăng cao khi chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 có nhiều bước tiến đáng kể. Các quy định hạn chế doanh nghiệp được nới lỏng. Liên bang tung ra chương trình kích cầu quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và tiết kiệm của người dân dồi dào. Một số nhà phân tích nhận định, dù lạm phát có dấu hiệu gia tăng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không vội vàng tăng lãi suất cơ bản vì lãi suất thấp sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ đang tốt lên. Nghĩa là, trong thời gian tới, Mỹ vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ siêu lấy lỏng của mình, duy trì giá trị đồng đô la ở mức thấp. Điều này tất nhiên là có lợi cho giá vàng. Sophie Copper, chuyên gia phân tích tại Standard, dự báo giá vàng sẽ tăng cao hơn trong những tuần tới và kỳ vọng lạm phát vẫn là tâm điểm. Mặc dù vậy, Sophie Copper cho rằng sự tăng trưởng gần đây về khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư không chỉ bù đắp cho nhu cầu vàng vật chất yếu, đặc biệt là từ Ấn Độ và Trung Quốc. Và tại thị trường trong nước, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên toàn quốc cập nhật liên tục theo sự biến động của thị trường vàng thế giới. Theo đó, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 56.900.000 đồng một lượng và 57.500.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56.850.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn là chiều bán 57.400.000 đồng một lượng. Còn tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.950.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn là chiều bán 57.200.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 56.900.000 đồng một lượng và 57.520.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, vàng thế giới đã chốt tuần ở mức 1.876,6 đô la Mỹ. Trong phiên cuối tuần, vàng thế giới đã giảm 21,7 đô la Mỹ với tỷ lệ 1,14%. Chỉ số đô la Mỹ cũng đứng tại mức 90,509 điểm. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.500.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.520.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.500.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.850.000 đồng một lượng, bán ra 57.400.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 550 cho đến 600.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.500.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội
mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 600 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mi Hồng SJC mua vào 56 triệu 950 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 200 nghìn đồng lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 380 nghìn đồng lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56 triệu 910 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 360 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 57 triệu đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 57 triệu đồng một lượng, bán ra 57 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu 850 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 57 triệu 050 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56 triệu 880 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56 triệu 870 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 530 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Miền Tây mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56 triệu 880 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56 triệu 920 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Giá vàng mua số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang mua số 9, mua vào 52 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 51 triệu 673 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 673 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 38 triệu 054 nghìn đồng một lượng, bán ra 40 triệu 054 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 29 triệu 169 nghìn đồng một lượng, bán ra 31 triệu 169 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 337 nghìn đồng một lượng, bán ra 22 triệu 337 nghìn đồng một lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021. Đến đây, bản tin buổi sáng cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.